chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin nóng nhất vừa diễn ra, mời quý vị và các bạn đón xem. Vụ án đau lòng ở Cà Mau đã hé lộ nhiều chi tiết về nạn nhân cũng như nguồn cơn của hành động tày trời mà kẻ thủ ác ôm trong lòng. Và mới đây nhất, thông tin về nạn nhân nữ, vợ hờ của hung thủ đã khiến dư luận phẫn nộ, bức xúc. Cụ thể, ngày 5 tháng 12, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau cho biết, ngành chức năng địa phương đã thành lập đoàn thăm hỏi, hỗ trợ và động viên người thân của các nạn nhân trong vụ thảm án tại ấp Láng Cùng sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống. Liên quan đến vụ án trên, một người dân sống gần nhà nạn nhân cho hay, vợ chồng ông PVS, tên viết tắt, 69 tuổi, ngụ ấp Láng Cùng, là người hiền lành, đối xử rất tử tế với hàng xóm nhưng sống khép kín. Con gái ông S là PLK, tên viết tắt, 38 tuổi, có một đời chồng và hai người con nhưng đã ly hôn. Sau đó, K và nghi phạm quen biết rồi sống như vợ chồng gần một năm qua. Người phụ nữ này đang mang thai, còn khoảng một tháng nữa thì sinh, một người dân chia sẻ. Được biết, vụ việc xảy ra ở Cà Mau khoảng 13 giờ 30 phút ngày 4 tháng 12, con gái người bị hại từ thành phố Cà Mau về thăm cha mẹ. Đến nơi, người này phát hiện mùi hôi thối phát ra từ trong nhà. Linh tính chuyện chẳng lành, cô này thông báo với chính quyền địa phương và nhờ hàng xóm phá cửa vào kiểm tra. Người dân đã qua kiểm tra thì tá hỏa phát hiện cả gia đình đã tử vong. Đáng chú ý, một thai phụ là con gái vợ chồng gia chủ cũng đã tử vong trong nhà. Chiều cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau nhanh chóng tiến hành điều tra vụ án mạng khiến 3 người trong một gia đình tử vong. Các nạn nhân là ông PVS, 69 tuổi, ngụ ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước. Vợ là bà TTP, 68 tuổi và con gái là PLK, 38 tuổi, đang mang thai. Ông Dương Văn Luân, ngụ ấp Láng Cùng cho biết, sau khi được con gái ông S nhờ đến phá cửa vào kiểm tra, ông phát hiện ông S và K tử vong trong phòng ngủ. Phía trước có vũng máu, riêng bà P tử vong tại vuông tôm cách nhà khoảng 50 mét. Trong quá trình làm việc và sàng lọc các đối tượng, nổi lên một đối tượng nghi vấn đó là Bùi Vũ Khoa, sinh năm 2000, thường trú xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, tại ấp Cây Trâm, xã Định Bình, thành phố Cà Mau. Đối tượng này đang sống như vợ chồng với chị PLK, 38 tuổi, là con gái và cũng bị sát hại cùng với cha mẹ ruột của mình. Tuy nhiên, Khoa không có mặt tại địa phương. Nắm được thông tin trên cùng các nguồn tin khác do người dân cung cấp, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà Mau đã chia làm nhiều hướng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Trong đó, có một tổ công tác trong quá trình truy vết đã phát hiện Khoa đang điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 69L1-4152 chạy tốc độ cao trên tuyến quốc lộ 1. Xe này là của gia đình nạn nhân. Hai cán bộ Cảnh sát Hình sự liền điện báo lực lượng hỗ trợ, đồng thời bám theo, quyết tâm không để đối tượng chạy thoát. Sau khi đến đoạn đường thích hợp, thuận lợi thuộc xã Định Bình, thành phố Cà Mau, hai cán bộ cảnh sát hình sự đã quật ngã và bắt giữ Khoa trong sự ngỡ ngàng của đối tượng này. Tối 4 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau đã bắt được nghi phạm gây ra vụ thảm án khiến 3 người trong một gia đình tử vong. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau đang tạm giữ và tiếp tục lấy lời khai đối tượng gây ra vụ thảm án khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong. Tại cơ quan công an, đối tượng Bùi Vũ Khoa thừa nhận thực hiện hành vi giết 3 người tại ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Lý do gây ra vụ thảm án được Khoa khai nhận do mâu thuẫn trong gia đình nên Khoa đã ra tay giết vợ và cha mẹ vợ. Sau đó, vào phòng của hai ông bà lấy đi vài chục triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Mâu thuẫn trong gia đình là lý do được hung thủ sử dụng để bao biện cho hành động man dợ của y. Y đã tự tay sát hại cả người vợ đang mang thai của mình cùng gia đình vợ. Vụ việc đau lòng này đã gây ra nỗi đau không thể xóa nhòa cho một gia đình vốn đang êm ấm, nay lại chìm trong cảnh tang thương. Hàng xóm của gia đình nạn nhân cũng không thua bàng hoàng và thương xót cho cảnh ngộ bi thảm của gia đình xấu số. Đối với mỗi người phụ nữ, việc chọn chồng cũng giống như đánh một canh bạc cuộc đời vậy. Chọn đúng thì cuộc đời sẽ hạnh phúc và ngược lại. Cùng đồng cảnh ngộ với người phụ nữ xấu số ở trên, nạn nhân nữ này cũng đang mang thai và kẻ ra tay với cô không ai khác, chính là người chồng đầu ấp tay gối của cô. Nhưng may mắn hơn, nạn nhân nữ này đã được giải cứu kịp thời, thoát khỏi cuộc sống như địa ngục trần gian bên cạnh gã chồng vũ phu. Cụ thể, chiều 24 tháng 5 vừa qua, Công an huyện Kim Thành vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Văn Luân, sinh năm 1986, ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích cho vợ Luân là BTTG, tên viết tắt, sinh năm 1987, nguyên quán tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.
Tại cơ quan công an, Trần Văn Luân khai 3 lần đánh vợ mình. Lần thứ nhất dùng tay đánh vợ, lần thứ hai dùng lược chải tóc bằng nhựa dài khoảng 40cm đánh vào mông, lưng. Lần thứ ba dùng dây lưng đánh vào lưng, vai, mông, chân, tay. Bên cạnh lời khai của gã chồng tồi tệ, chị G khai khoảng 1,5 năm trở lại đây, chị này thường xuyên bị Trần Văn Luân bạo hành, đỉnh điểm là vào khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5. Theo công an huyện Kim Thành, chị G khai bị Luân dùng dây cắm nồi cơm điện đánh vào người, đánh bằng móc phơi quần áo. Có lần, Luân mang bếp ga mini hơ nóng móc quần áo rồi dí vào mặt vợ. Luân còn dùng vật cứng gõ vào mắt cá chân, mu bàn chân vợ. Kết quả điều tra, cách đây khoảng 2-3 tháng, Luân nhiều lần đánh đập, hành hạ chị G. Luân dùng tay, chân, lược chải tóc, thắt lưng ra một đầu có khóa bằng kim loại, xây nồi cơm điện, thậm chí lấy móc treo quần áo bằng kim loại hơ qua lửa để đánh vợ mình. Ngày 21 tháng 5, Công an huyện Kim Thành đã triệu tập Trần Văn Luân đến cơ quan công an làm việc. Ngay trong ngày 21 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Thành đã ra quyết định trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích đối với chị G. Tại bản kết luận giám định xác định, chị G có 62 vết bỏng da, 143 vết xước da, bầm tím trên khắp cơ thể, vết dài nhất lên tới 12cm, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 29%. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip, trong đó chị BTTG tố chồng tên Trần Văn Lập bạo hành dã man khiến thương tích khắp cơ thể. Theo chị G, khoảng 1 năm trở lại đây, chị bị chồng đánh do anh này bắt chị G phải gọi điện thoại nhờ vay tiền người thân, bạn bè, họ hàng của chị. Nếu không vay được tiền thì chị sẽ bị chồng đánh, thậm chí còn bị cạo đầu. Đến tối 10 tháng 5, hai vợ chồng chị G đi máy bay từ sân bay Cát Bi, Hải Phòng vào thành phố Hồ Chí Minh với mục đích vay tiền. Tuy nhiên, khi vào đến nơi, chị G tìm cách trốn về quê nhà ở Kiên Giang một mình. Được biết, Trần Văn Luân kết hôn với chị G vào tháng 4 năm 2021. Chị G là người vợ thứ ba của Luân. Trần Văn Luân có 7 con với hai người vợ đầu. Chị G và Luân có một con trai 17 tháng tuổi và hiện chị này đang mang thai tháng thứ 7. Bạo lực gia đình hay mâu thuẫn trong gia đình đang là nguyên do của nhiều vụ việc đau lòng gây rúng động dư luận xảy ra trong thời gian gần đây. Mỗi người trong chúng ta cần phải nhận biết nó và có kiến thức phòng tránh những điều tiêu cực có thể tiềm ẩn nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh. Thứ nhất, cần phát hiện sớm và tố giác hành vi bạo lực. Nạn nhân cần mạnh dạn tố giác ngay khi bị bạo lực để được can thiệp kịp thời, tránh hậu quả nghiêm trọng. Gia đình, hàng xóm cũng cần nâng cao nhận thức, theo dõi và can thiệp khi phát hiện dấu hiệu bạo lực. Thứ hai, cung cấp trợ giúp khẩn cấp khi xảy ra bạo lực. Nạn nhân cần được đưa đi cấp cứu y tế, tâm lý kịp thời. Cơ quan chức năng cần hỗ trợ che chở, bảo vệ nạn nhân thoát khỏi nguy hiểm. Thứ ba, cần xử lý nghiêm minh thủ phạm gây ra tổn thương cho nạn nhân bằng cách áp dụng các biện pháp pháp lý như can thiệp tư vấn, cấm tiếp xúc, bắt giam, tạm giữ đối với người phạm tội, đồng thời buộc thủ phạm chịu trách nhiệm đền bù, cải tạo. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, cần tư vấn, trợ giúp nạn nhân bằng cách hỗ trợ tâm lý, xã hội, tìm kiếm nơi trú ngụ mới, tái hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân, tránh hiện tượng tiếp tục bị bạo lực. Bên cạnh đó, cũng cần giáo dục phòng ngừa, nâng cao nhận thức về tác hại của bạo lực gia đình, xây dựng mô hình gia đình hạnh phúc, lành mạnh, bình đẳng giới. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau.